xuống mà đều dậy gì dám mở mắt. Sinh ra hai đứa sống trong cô đơn, giờ không còn gì đi thì em đành chiếu một bát trời tịch tạc cái phổ chiều cuối cùng trà bể khôn viên sân trường ném thì ngộ bằng em ca để mẹ trở về với mày đó đẻ thì xe đâu nữa dở bậy quá dễ tưởng rồi bắt nó lòng chơi à, cái nước đâu lấy cái nước kia để làm thấy không nhé. Chiều chủ nhật
Chiều hoàng hôn buồn xuống, mái tóc em nhẹ nhung huyền. Đôi môi em thiết tha với mắt em ngàn sao âu yếm. Sai. Còn giấy thì còn đâu. Còn giấy còn đâu. Tình yêu dịu nhau đưa đón nhau đi về bên. Ngắm cách bay giờ mai mốt tiên về không thấy thèm cùng cô đâu, mình sẽ yêu nhau đi khắp cùng trời mây. Thank you.
nghe em ơi. Ờ, cái gì á? Trong tay không tên đời mày ăn thương, tới có tên nhiều kẻ. Dạ, cái bà. Bao đêm ngao ngang phương phải lên hỏi giờ con biết sống làm sao. Trời ơi, ông quằn mặt người ạ. Vì đời không giống như mơ, ít người thì vẫn số đêm nay. Tăng cầu thêm con nữa hả? Trần gian là cõi đỏ này. Qua sông thì quán dành người mà đau. Đi kiếm tên hộ nhau, nhưng khi có tên thì tên cũng có. Được. Chẳng tay ngang này ơi, nói anh nghe. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đùa đòi. Vì một chữ tên mà chiều trà vài con viên sân chùa ném ngõ vắng tên về an mẹ chiều chiều tuần gái nhỏ đường mộng nào em xuân mình ấm cửa đã thu tăng cao trời. Đó.
chiến xong chạy cái ngạo rồi. Trời ơi, không mà chiếu đâu để biết mày chiếu cái giờ chốt chiếu đi chiếu ăn không nổi nè dám ăn kêu ăn cổ nội chiếu được chiếu 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 mười tám bắt được sao mũi nó không gòn để cho đối thủ á không còn một con à, ta ăn rồi mà